Hi, xin chào các bạn, xin chào các tình yêu, chào các bạn của Bá Thời và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cũng khá là lâu rồi mình không có gặp lại các bạn ha, do công việc mình nhiều quá các bạn cho nên mình không có làm clip kịp. Thì hôm nay thì mình mua được một cái con cá ba đuôi, cá vàng các bạn, nhưng mà màu đỏ. Thì mình sẽ tiếp tục một cái trò chơi thí nghiệm, tạm gọi là chơi ngu ha. Ở những clip trước mình đã thử chơi ngu đối với cái con rồi, hôm nay thì mình sẽ chơi ngu với cá vàng. Bởi vì tập tính của hai loài này khá giống nhau. Thì mình sẽ thử thả cái con ba đuôi đó đó. Mình thả xuống cái ao trồng nhãn này của mình. Thì đây là vườn nhãn của mình. Và ao này thì ao mương vườn nhãn thôi. Thì mình sẽ thả cái con ba đuôi đó, thả vào trong đây một vài ngày thử xem nó có sống hay không. Tuy nhiên thì để mà muốn dễ quan sát xem nó như thế nào thì mình sẽ không có thả xuống ao luôn. Bởi vì nếu mà thả xuống thì mình không biết nó như thế nào. Cho nên ở đây mình có chuẩn bị một cái này gọi là cái gì cũng không biết nữa, cái lồng. Thì ở bên hai bên đây mình có cột hai cái miếng mót để cho cái lồng nó nổi lên trên mặt nước các bạn. Và sau đó mình sẽ thả cái con cá này vào trong cái lồng này và mình thả luôn xuống dưới mương mương vườn á, để mình dễ quan sát, mình dễ xem cho nó như thế nào ha. Ok, bây giờ thì cái công việc đầu tiên mà cũng là mình thường hay làm đó là mình sẽ ngâm cái bịch cá này. Rồi thì cũng giống như là những cái clip trước mà mình đã có chia sẻ với các bạn á, thì công việc đầu tiên đó là mình sẽ thả cái nguyên cái bịch cá như vậy luôn, mình thả vào trong cái mương vườn của mình, để nguyên con cá vậy luôn, mình thả vào không có mở bịch luôn nha, thả vào để cho cái nhiệt độ nó được cân bằng ha, cho con cá nó được quen nhiệt độ của trong và ngoài một thời gian khoảng từ 5 cho tới 10 phút hoặc là lâu hơn cái lúc có thể. Nói chung ngâm càng lâu thì nhiệt độ càng dễ cân bằng thôi chứ không có gì cả, cho con cá nó quen nhiệt độ các bạn. Thì lúc đó thì mình mới làm những công đoạn tiếp theo là mình pha nước rồi mới thả ha, chứ không có thả cái ào xuống. Nãy giờ thì cũng cỡ 5 phút rồi các bạn, hơn 5 phút rồi. Thì gió mặt nước tự nhiên nó đẩy con cá, mà con cá nó cũng lắc 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 nó bơi ra lúc ở ngoài kia. Hồi nãy thì mình thả ở đây, ở gần cái bờ này, mà giờ nó bơi ra lúc kia, nó đẩy ra lúc kia. Các bạn thấy con cá không? Đó, lên bên lúc kia. Thì giờ mình đợi nữa ha, mình đợi khoảng 5-10 phút nữa mình mới tiếp tục làm công việc tiếp theo. Ok, cá nó qua tới bờ bên kia luôn các bạn, cho nên bây giờ là mình phải bay qua bờ bên kia, mình đánh cái vòng mình đi qua, rồi mình qua bên kia mình lấy cái bịch cá lên. Nãy giờ thì chắc cũng đủ rồi, khoảng 10 phút hơn rồi thì cá nó quen nước rồi, cho nên giờ mình qua bên kia mình vớt cái bịch cá lên ha. Rồi, bây giờ thì cá đã vớt lên rồi nè các bạn. Mình sẽ đổ cái con đút cái con cá này ra cái thao này ha, để mình làm cái công việc tiếp theo. Đó là mình sẽ pha nước, múc nước ở dưới mương á, mình đổ ngược vào trong cái thao này. Rồi mình pha từ từ vào cho cá nó quen nước ha. Ok. Ok, cá ra thao rồi nè các bạn. Thì đây mình băm lên cho các bạn xem ha, cá nó bự lắm. Nó rất là lớn ha. À, cái bụng ốc nóc luôn nè, bự bằng cái tay mình luôn á. Ok. Đây mình ghi lên nha. Để mình ghi lên cho các bạn xem cá nó bự cỡ nào nha. Đó, này là cầm lên nè. Đó, trời ơi, ghê chưa? Ghê không? Rất là lớn nha. Ok. Do là nước ít quá các bạn, cho nên là cá nó bơi ngửa không à, nó lật nghiêng không à. Bây giờ mình sẽ múc nước ở dưới ao, mình pha vào từ từ ha. Pha vào từ từ cho cá nó quen nước nè. Đây là cái ca nước ở dưới mương nè các bạn. Tất nhiên nước ở dưới mương, ở dưới ao thì nó không có trong ha, nó không có trong như nước mưa, như là nước máy được. Nó sẽ đục ngầu như thế này. Nó rất là đục, một lát nó thả cá là không thấy con cá luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ pha vào từ từ nha, cho cá quen nước. Đó, pha vào từ từ vậy đó. Thì cái cách làm này á, hầu như đối với tất cả những cái cách thả cá đều làm như thế này. Và ở những cái video trước khi mà thả cá câu á, thì mình cũng làm theo cách này. À nhắc cá câu thì mới nhớ báo các bạn tin vui là cá câu của mình khi thả xuống ao thì hôm nay nó đã ổn rồi nha. Mà mình thì chưa có thời gian làm clip, cho nên là ít bữa mình sẽ làm một clip ngắn để chia sẻ về bài cá câu với ao của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp đợi một chút xíu, rồi mình sẽ pha nước thêm, cứ đổ xíu pha nước thêm vậy đó, cho cá nó thật sự nó quen nước thì mình mới thả xuống ao nha các bạn. Con này là con ba đuôi
đầu lân. Các bạn thấy cái đầu nó có cái nhúm ở trên đó. Nhìn đã lắm, nhìn rất là dễ thương. Thì mình không có chơi cái thể loại này, cho nên là mình không có biết cái dòng cá nó tên gì. Tuy nhiên thì nhìn thì biết nó là full red. Full red nha các bạn. Gọi tắt là vậy thôi chứ mình cũng không biết nó là như thế nào và nó tên gì. Các bạn nào biết chơi và rành về loại cá ba đuôi hay là cá vàng này thì các bạn để lại cho mình comment cũng như là hướng dẫn chỉ bảo thêm cho mình nha. Mình không có chơi là cái này cho nên mình không có biết tên. Rồi xong, sau một thời gian mà pha nước, chăm nước các kiểu cho cá làm quen nước các thứ thì cá đã quen rồi nè các bạn. Nãy giờ cũng lâu lâu rồi ha. Bây giờ mình thì các bạn thấy nước nó đục ngầu à, nước mương mà, tất nhiên nước mương làm sao mà nó trong nước mưa cho được. Các bạn thấy nó rất là đục ha. Thăm em bé cái nữa rồi trước khi em bé xuống dưới ao kìa. Đó. Rồi xong. Bây giờ thì mình sẽ thả cái em bé này vào trong cái lồng này rồi mình thả xuống mương nha các bạn. Ok. Rồi ok, cá mình thả rồi đó các bạn, mình thả trong cái lồng rồi đó. Thì như mình đã có chia sẻ thì chắc cứ chiều mình chạy ra thăm, sáng chiều mình chạy ra thăm thường xuyên xem cá nó như thế nào ha. Thử xem kết quả nó ra làm sao. Và có thể mình sẽ làm thêm những clip chia sẻ ngắn về cái con cá làm cái con cá ba đuôi mà thả trong lồng này nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like, share cũng như là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.